Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ Bảy tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được sư Minh Lợi giảng kinh Na Tiên Tỳ Kheo và cô Tâm Nhật giảng kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Na Tiên Tỳ Kheo, sư Minh Lợi giảng tổng quát câu số 4, 5 và 6 thuộc phần sanh tử và niết bàn. Nội dung câu số 4 được tóm tắt như sau: đối với người có trí tu học theo đạo, dù trong thân, ngoài thân đều không tham đắm, nghĩa là khi lục căn tiếp xúc với lục trần đều không tham đắm, rồi không ân ái thương yêu, không ân ái thương yêu nên không có tham dục, không có tham dục thì không sanh vào bào thai, nghĩa là sanh tử bì lao. Không phải sanh vào bào thai nên không có sanh già, bệnh, chết, nghĩa là sanh u bi khổ não. Như vậy không có sầu não đau khổ, trong lòng không có khổ não, liền đắc nhập niết bàn. Đại ý đoạn kinh này là Ngài Na Tiên trình bày về 12 nhân duyên. Nói một cách dễ hiểu là người đoạn trừ 10 kiết sử thì không còn tái sanh lại mà nhập vào niết bàn, và cũng chính ngay chỗ đó là giải thoát tri kiến. Thầy giảng rằng chánh đạo là chân tâm Phật tánh, còn giáo lý là trợ đạo như 37 phẩm trợ đạo, lục độ, ba la mật, vân vân đều là phụ, nhằm để giúp chúng ta khơi dậy, lau chùi ông Phật trong tâm mình. Theo câu số 5, không phải tất cả chúng sanh đều được nhập vào niết bàn, chỉ những người chân chánh, hướng theo đường lành, học hỏi những điều chân chánh. Rồi khi học hỏi những điều chân chánh, thì làm những điều chân chánh, điều nên làm, tránh xa những điều không nên làm, rồi bắt đầu nhớ nghĩ những điều nên nhớ nghĩ. Có nghĩa là nói chúng ta tu về ý, từ bỏ hết trong tâm những điều không nên nhớ nghĩ, là đoạn trừ được tâm phiền não, mới có thể đắc nhập niết bàn. Ý đoạn kinh này nói rằng ai muốn nhập niết bàn thì trong tâm phải không còn phiền não. Thầy nhắc nhở rằng chúng ta thường nhận thức sai lệch về nền giáo lý đạo Phật, mặc dù chúng ta tu rất cực khổ, rất công phu nhưng không có thành quả. Cốt lõi của giáo lý đạo Phật là hướng dẫn chúng ta chuyển đổi tâm thức từ phàm trở thành thánh, từ xấu trở thành tốt. Tóm lại, để hiểu rõ ràng ở đoạn kinh này, ai là người có thể nhập niết bàn, thì câu trả lời là tất cả chúng ta đều có thể nhập niết bàn, nhưng với điều kiện là loại bớt phiền não tham sân si. Để nhận biết được trạng thái niết bàn, có nghĩa là chính người đó phải tự chứng, tự biết, tự cảm nhận, tự trải nghiệm, chứ không phải nghe người khác nói mà cảm nhận được. Hàng ngày chúng ta có cơ hội sống với niết bàn mà không nhận biết được có hay không có niết bàn. Định nghĩa của niết bàn là trạng thái vắng bặt phiền não. Trạng thái của niết bàn như là khi không có ai làm mình giận hờn, buồn bực. Tuy nhiên, đó là niết bàn vô ký. Còn niết bàn của Đức Phật là do Ngài tu tập loại trừ tất cả phiền não ra khỏi tâm. Người tu muốn được có niết bàn vĩnh cửu, gọi là niết bàn vô dư, thì phải loại trừ phiền não trong tâm. Tóm lại, tất cả chúng ta ai cũng có thể được đi vào niết bàn và sống với niết bàn, mà niết bàn đó là do chúng ta tạo ra. Trong giờ học kinh Tứ Thập Nhị Chương, cô Tâm Nhật đã giảng chương 41 có tên là Lòng Ngay Trừ Dục. Đại ý chương này nói rằng chúng ta phải tinh tấn đoạn trừ lòng dục như con trâu cày chở nặng, kéo hết sức để không bị chìm trong vũng bùn. Nói cách khác, hình ảnh đó ngụ ý rằng chúng ta phải gấp rút tinh tấn tu tập hết mình, bởi vì thân người khó được, sáu căn được đầy đủ và gặp được Phật Pháp lại còn khó hơn. Trong khi đó, mạng người thì mong manh, chỉ tồn tại trong một hơi thở.
Trong cuộc sống, chúng ta nên áp dụng Phật Pháp vào trong gia đình của mình để hướng người thân tới một đời sống an lạc và lòng dục yếu dần đi. Chúng ta không nhất thiết phải dùng những từ ngữ Phật Pháp như sám hối, ăn chay, không sát sanh, vân vân, mà thay vào đó nên tìm cách uyển chuyển đưa Phật Pháp vào trong nếp sống hàng ngày. Dần dần nó sẽ chuyển hóa những người xung quanh mình. Tóm lại, chúng ta sống trong gia đình nên tùy duyên hướng dẫn người thân mình đến con đường giải thoát bên cạnh những bổn phận và trách nhiệm trong gia đình của mình. Tiếp theo, chương 42 có tên là Biết đời là huyễn. Đại ý của chương này nói rằng khi người tu đạt đến quả vị Phật hay quả vị giác ngộ hoàn toàn thì tất cả các thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều phải được buông xả hoàn toàn. Bài kinh này gồm có 13 nội dung và được cô phân tích, giải thích từng nội dung như sau. 1. Xem ngôi vị vương hầu như bụi qua kẻ hở, nghĩa là xem công danh, tước vị hay danh phận không là gì, và chúng như những hạt bụi nhỏ qua kẻ hở. Đức Phật đã vứt bỏ nó một cách dễ dàng. Trong khi đó, với hàng Phật tử tại gia, dù chưa thể làm được, thì nên tập buông xuống, không vướng vào địa vị xã hội hay chức vụ. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên xem nhẹ nó, chứ không phải buông bỏ trách nhiệm của mình. Tóm lại, chúng ta không nên vì danh phận, chức vụ mà đặt cái tôi mình cao hơn người khác và làm khổ mình cùng mọi người xung quanh. 2. Xem sự quý giá của vàng ngọc như gạch ngói, tức là xem vàng bạc không phải là vấn đề quan trọng. Vì người Phật tử tại gia còn phải trang trải cuộc sống, nên mặc dù chưa có thể vứt bỏ được hoàn toàn, nhưng nên cố gắng xem nhẹ nó. 3. Xem y phục, tơ lụa như dẻ rách. Chúng ta vì quá yêu cái thân này nên thường mặc những trang phục đẹp đẽ để không thua người khác. Cô phân tích giá trị của con người nằm ở đức hạnh chứ không phải ở trang phục. Tuy vậy, đa số mọi người ở thế gian thường mắc sai lầm khi đánh giá giá trị của một người chỉ qua bề ngoài. 4. Xem đại thiên thế giới như hạt cải. Trong vũ trụ quan Phật giáo, một tiểu thiên thế giới tương đương một thái dương hệ, 1000 tiểu thiên thế giới tương đương một trung thiên thế giới, và 1000 trung thiên thế giới tương đương với một đại thiên thế giới, hay còn gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi một đại thiên thế giới thuộc quyền giáo hóa của một Đức Phật, nhưng Ngài vẫn xem nó nhỏ như hạt cải. Cô giảng rằng hạt cải nằm trong Phật tánh mà có, và đại thiên thế giới cũng đều từ Phật tánh mà lưu xuất ra. Do đó, khi chúng ta trở về với Phật tánh của mình, thì cả hai đều không khác nhau. Vì có nghiệp duyên mà chúng ta có phân biệt, nên thấy hạt cải là nhỏ, đại thiên thế giới là lớn. 5. Xem nước A Nậu như dầu thoa chân. Cô giảng rằng, rắn độc tồn tại ở Ấn Độ rất nhiều, nên từ xưa người dân ở đó đã dùng một loại dầu thoa chân để ngăn ngừa chúng cắn. Nước A Nậu thì được người Ấn Độ xem rất là quý báu. Và quan niệm ấy vẫn còn tới hiện nay, vì họ tin rằng nước A Nậu là linh thiêng, có khả năng tẩy trừ tội lỗi. Dựa trên niềm tin đó, Đức Phật đã dùng phương tiện để giúp họ chuyển thành chánh tín. Trong trường hợp như vậy, thì nó cũng có tác dụng tương tự như dầu thoa chân. Trong đạo Phật, thì mọi thứ tội khổ đều do nhân quả nghiệp báo mà có, chứ không ai có thể giúp mình xóa tội được hay thay mình chịu tội được. 6. Xem cửa phương tiện như các vật quý được hóa hiện. Đại ý của điều này nói rằng, tùy theo căn cơ của một số người mà Đức Phật dùng các phương tiện thiện xảo phù hợp để dẫn dắt họ tu tập, phát triển lòng tin vào Phật Pháp. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết về tam thừa hay ngũ thừa làm phương tiện dẫn dắt chúng sanh, chứ từ bản chất nó là không thật. Vì vậy, chúng ta không nên bám víu vào pháp phương tiện, vì nó cũng chỉ là chiếc bè giúp mình qua sông.
Trân trọng kính mời quý vị tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Các học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được Sư Minh Lợi giảng kinh Na Tiên Tỳ Kheo và cô Tâm Nhật giảng kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kính mong các học viên hãy đến lớp đông đủ. Mỗi giờ học kinh là mỗi giờ tăng trưởng thiện căn phước đức, và chỉ có thiện căn phước đức mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình an, may mắn. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng này cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.